Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoa Ban Tây Bắc New của mình. Hôm nay thì cả nhà mình đến hái cà phê nhá. Nhưng mà hôm nay thì trời trở lạnh này, sương mù dày đặc luôn. Không nhìn ra những cái quả đồi khác. Mình thì vừa đi lấy củi về. Đấy, cả nhà mình thì đang hái cà phê ở dưới này. Giờ là mình sẽ nấu cái bữa trưa nhá cả nhà nhá. Đấy, hôm nay thì mình mang một ít thịt và một ít đuôi bò nhá cả nhà nhá, bím bò nữa. Đấy, hôm nay sẽ ăn món đặc sản đây, ăn quả bím bò nấu nhừ đấy các bạn. Đấy, mình có một khúc đuôi này và quả bím bò nhé cả nhà nhá. Mình sẽ nấu trong nồi áp suất để làm nhừ cái khúc bím bò này. Đấy, ý là anh Mừng, bố mình với cả vài chị em nữa nghỉ là sẽ ăn cơm trưa tại nương này luôn. Ở trên này xương nó khá là dày cho nên là ướt hết cây cà phê các bạn. Đấy, hái rất là khó nhưng mà kiểu như là không hái thì sẽ bị rụng cho nên phải cố để hái nhá cả nhà nhá. Đấy, mời các bạn theo dõi cái video của mình và ấn vào đăng ký kênh nhá cả nhà nhá, ấn vào đăng ký kênh mới của mình. Đó, giờ là mình sẽ đốt lửa lên để nấu bữa trưa nhá. Đống lửa đã cháy các bạn ạ. Mình sẽ chặt khúc đuôi bò ra để nấu nhừ nhá. Lượng thực của mình ngày hôm nay. Đấy, bây giờ mình sẽ làm quả đuôi nhỏ trước, test dao luôn nhỏ nhá. Nhẹ tay thôi. Đấy, mạnh tay quá đi sợ hỏng cái thớt của mình. Nuôi bò, quả này làm nuôi bò nấu riềng. Lát nữa mình sẽ cho riềng vào các bạn. Đấy, úi dồi ôi, mạnh tay quá, nó sẽ hỏng thớt này các bác nhé. Nhìn này, không dám chặt mạnh ấy, chặt mạnh là sợ nó hỏng thớt ấy. Đây, mạnh thì nó sẽ hỏng thớt, nhẹ thì nó lại không đứt. Đuôi bò này. Đấy, đuôi bò. Bím bò. Miếng này thì hơi căng đấy. Ui dồi, khá là dài các bạn ạ. Bím bò hơi dài. Quay xa thôi. Tết. Ui dồi ôi. Đấy, ra sức thì nó phát bột nhưng mà nó lại hỏng thớt. Quả dao quá chất lượng. Chặt thử quả bím xem nào. Bướm, quả bướm. Nói quả bướm cho nó hay hơn đi nhỉ. Bướm. Được. Công nhận con dao này quá ok.
ok nhé các bác. Cho vào nồi thôi. Đây. Một to luôn. Nước. Nước nồi, nồi nước. Đây các bạn ạ, phải cho thêm nước nữa. Giờ là mình sẽ đi tìm giếng nha. Giếng thì ở chỗ cái nương này thấy rất là nhiều rồi. Mãi mà trời vẫn chưa tạnh mây được các bạn. Này. Âm u lắm. Đây, cây giềng đây. Ở bên kia có một cây nữa. Nhổ luôn cả cái gốc luôn nhé các bác. Cho đầy đủ giềng rồi, mình không cầm máy quay cho nên là mình không quay được giềng đây. Bác ạ, mình đã cho vào khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ xuống để xem cà phê được mấy bao rồi nhé các bác nhé. Đấy. Phải nấu cái món này trước bởi vì nó sợ nó lâu chín các bác. Mây tạnh dần rồi các bác. Anh Bằng thì sẽ mang cái xuống dưới kìa. Thử nhà trước đi. Tối ra muộn quá. Lát nữa mình cũng phải thử cà phê. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nhá. Đây. Nhà mình thì đang hái trên dưới này này. Đấy. Mình dưới của anh Mừng rồi. Hậu trông cẩn thận nhá. Đây, Hậu đang bán cà phê qua TikTok các bác ạ. Sản phẩm cà phê và sẩm xéo nhé cả nhà nhá. Cà phê thì gói 500g có giá là 100k, em có rang hạt và rang xay. Các bác liên hệ mình qua cái số điện thoại là 0359546154 để đặt sản phẩm sẩm xéo cũng như cà phê Tây Bắc nhé các bác nhá. Các bác mua 1 cân em tặng 1 lọ sẩm xéo nha. Mua 1 cân tặng 1 lọ sẩm xéo luôn. Đấy, rất ok. Đi xuống dưới các bác nhá. Đây, toàn là đường cà phê hết này các bác. Nhà mình thì còn có một cái nương ở trên kia nữa. Đấy, chắc khoảng tầm tuần nữa mình tới được cái nương kia. Khá là lâu. Này, cũng rất là chín cà phê các bác. Rất là chín luôn. À, cà phê đang chín rất là nhiều. Đấy. Chín hết rồi. Ôi, khu này chín hơn rồi. Đây là đường thằng em. Đây các bạn ạ. Hái được hơn 1 tháng nhưng mà vẫn chưa xong. Chỗ mình không phải để nó hái cả xanh cả chín đâu nha các bác nhá. Phải chín hẳn này. Thì mới hái này. Xong là mình sẽ quả xanh thì sẽ để lại nhá. Đấy, không lấy quả xanh luôn. Lấy quả chín thôi. Đây là khu nương mình này. Vớt lên trên kia. Rất là chín. Quá chín quá. Chín đỏ rực cả cây luôn đấy. Các bác xem kìa. Chín quá là sướng luôn. 1 bao 52 cân à? 52 cân. Tạ thôi. Đúng, đường này đang trơn lắm. Trở về một tạ đây đúng không? Đường này nó quá là dốc đấy. Đường dốc.
được là vào, gọi là đường ngang đấy các bạn. Để đi theo con đường này, bạn đi qua cái chỗ này sẽ rất là dốc này. Đó. Hôm nay nhà mình thuê hai chị em đi giúp các bạn. Bởi vì người thuê họ cũng có các bạn. Phải có người họ xa đến, họ chưa trồng, chưa trồng cà phê ấy. Thì họ mới đi hái giúp. Từ khu quả 99 đi, đỏ kia. Đây. Hớt đến tận tít trên kia. Nếu mà hái thì chắc cũng phải tầm tuần mới xong ở chỗ này được các bạn ạ. Nhà mình thì có 4-5 người làm thôi. Ít. Tạ tư rồi. Đấy. Mình mời người chở đi 1-2 chuyến trước để bắt nó sẽ về ăn cơm sau. Ăn cơm trên này thôi các bạn. Cơm với nước, lấy áo mưa cho nó thôi. À, lấy áo mưa này. Lấy áo mưa xong rồi lấy nước uống. Mang về mới sát xong rồi phơi khô cho các bạn nhé. Phơi khô mình mới sát thành gạo. Sát thành gạo rồi mới rang xay đấy. Chọn những cái củ nào, quả nào nó bị đen thối thì lại bỏ ra tiếp. Rất là nhiều công đoạn luôn. Để có một ly cà phê cho các bác thì nó cũng khá là cầu kỳ quá ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trên nương nhá. Đi thẳng cái này luôn. Đấy, đi khám phá nương luôn. Đây. Đấy, những cái quả xanh như này thì để đợt sau tiếp nhau nhá. Phải một đợt nữa. Đợt gần Tết ấy thì chắc chắn là sẽ phải ra lại hái, quay lại hái một lần. Trên mình là không để quả xanh quả chín nó lẫn lộn mà hái luôn các bạn. Phải chín hẳn ấy thì mới hái. Đó. Đây, còn khá là nhiều quả xanh này. Khu này thì còn khá là nhiều quả xanh các bác. Đây. Biển này hơi khó, mình sẽ đi bên kia. Đi dọc cái bên kia lên thôi. Bên này thì mình khó lên một chút. Đây, rất là chín. Quá chín luôn. Cái này một cây này khoảng tầm mấy cân đấy các bạn ạ. Cây này mấy cân luôn. Yeah. Khu kia đỏ hơn. Mà khó lên lắm. Hôm nay sương lâu tan quá. Cho nên là hái rất là khó luôn. Hái không hái nhanh được ấy, nó lạnh. Lạnh và ướt, ẩm ướt, rất là khó hái. Này, lâu không lên đến tay nương này. Nó gần đèn đi hết rồi các bạn ạ. Nhà mình thì đủ làm nhá các bác nhá. Khá là nhiều nương. Trong bản mình thì nhà nào cũng nhiều nương luôn. Đấy. Một ngày trong bản mình thì phải tầm 200 tấn tươi. Đấy, hái được tầm một ngày tầm 200 tấn tươi các bạn ạ. Chỉ trong một cái bản của mình thôi. Bản mình thì hơn 200 hộ. Nếu mà toàn xã mình thì quá là khủng khiếp. Cà phê còn xã khác nữa. Và huyện khác nữa các bạn ạ. Ở trên mình trồng cà phê rất là nhiều. Giờ mình sẽ lên trên chỗ mình nấu cơm này, xem cái nồi thịt của mình nhé, bạn cả nhà nhé. Này. Còn một đợt nữa là chắc là hết đấy các bạn. Đợt nữa chắc là hết rồi. Còn một hai nương nữa, nó rất là chín muộn. Đã là chín muộn. Còn nương chín sớm bởi vì nó hứng được ánh nắng mặt trời sớm ấy, thì nó sẽ chín sớm hơn. Còn khi cái nương là nó hứng cái ánh nắng mặt trời nó yếu ấy. Đây ví dụ này, cái chỗ này nó ở cái khe hủ này. Còn quả xanh rất là nhiều.
Đấy, khá là nhiều quả xanh. Này thì phải khi làm ra Tết đấy các bạn ạ. Này, bạt ngàn quả xanh luôn. Khu kia chín đỏ ác bác. Chắc về buổi chiều mới hái đến nơi thôi. Chín quá đỏ luôn. Chưa hái xong cà phê nhé các bác nhá. Đây, đang ăn cơm nương đây. Đấy. Đây. Mình sẽ bỏ cái này ra nhưng mà nó hơi cồng kềnh một chút. Mình cần phải tận dụng cái nồi này để đi luộc rau tiếp ấy các bác. Nếu mà không tận dụng cái nồi này để luộc rau thì nó rất là dễ luôn. Nhưng mà mình phải tận dụng cái nồi này để đi luộc rau ấy. Bát thì không mang. Quên bát. Giống như kiểu như đi cày quên con trâu ấy các bác ạ. Giỏ hàng ở mình ở phía góc bên trái màn hình nhá, ấn vào giỏ hàng giúp mình nhá. Đây, đây là cái món bím trâu canh với riềng. Ăn được rồi các bác. Đấy, rất là nhiều. Cái nào thừa ra thì mình sẽ bỏ xuống dưới cũng được nhé. Một cái này thì nhiều rồi. Ăn tẹt luôn các bác ạ. Đấy. Còn một ít thì mình sẽ để canh rau nhá. Làm món rau luộc thôi, không làm canh nữa. Miền Nam ở đấy, tàu mà. Càng thêm mà một ít rau nữa các bác ạ. Hôm nay thì ăn cái món là đuôi bò nhừ. Đấy cả canh rau luộc. Nhìn đấy, chị em ơi, ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Lại. Sashimi không? Rau luộc. Anh Mừng rửa rau nhưng mà bây giờ toàn là con sâu trong kia. Rau không phun đấy các bác. Mình làm cái kiềng không ăn thua cái cây này bị cháy luôn các bác ạ. Suýt gãy rồi, đây này. Nó mà còn một tí thôi đấy. Nhưng mà không sợ. Không sợ. Thoải mái. Ăn cơm nương cả gần 2 tháng trời rồi các bác. Chẩm chéo các bác ạ, mình cho mắc khén tươi vào một tí bởi vì ở trên nương này có sắn mắc khén ấy. Thì mình sẽ cho vào luôn nhé các bác nhé. Để cho nó tạo mùi cái thơm hơn nữa. Đây. Đằng này đủ chấm luôn. Hôm nay sẽ chấm món bướm bò. Thả bánh trong lép nữa. Đây cho nước cái này vào. Mình lại quảng cáo một chút nha các bác nhá. Đây, sản phẩm cà phê bên mình đây. Ấn vào giỏ hàng. À đâu, ấn vào số điện thoại đây nhá. 0359546154 để đặt hàng. Thôi bà ngồi thôi. Bà ngồi thôi, ăn cơm thôi. Giờ cắt cơm nương rồi. Trên nương rồi các bác ạ. Đây là gọi cắt cơm. Nhớ. Ăn cơm nương vào đấy. Ăn rau ăn cỏ vào đi, ngày nào cũng Về nhà thì sẽ ăn thịt bù vào sau. Trên này thì cứ ăn như này trước đã, tạm trước đã. Cho vào dứa này thôi. Dứa này đây.
hai xóa này chỗ này cái này. Đấy. Bên kia không bỏ ra được đâu. Úi rồi. Cho xa thôi, cho nhiều căng đi. Bắt canh khủng đồ mà. Đây cái nồi cơm này. Dâu. Ôi cái miếng này em ạ. Ôi thằng này. Đây. Cây đang sụp đúng cái này là xoan đỏ, xoan đỏ nhá. Nguyên họ cái. Thì nhiều. Nặng dạ mà nó nóng này. Ngồi vào đây thôi. Cái này cái này. Bơ lại rồi nè. Tầm mà năng thành cuối. Mời tất cả anh em ha. Ôi cho ra trên này cũng được mà. Ờ nước nhiều lắm đấy, cái kia không bỏ ra được đâu. Rồi thế thôi, thế cũng dùng thôi. Túi có túi sạch mà. Mai để túi luôn đi. Ê, ăn máy. Rồi mời anh chị nhá, mời. Mời ăn cơm thôi. Ăn cơm nương, hái cà phê. Một hôm tháng lên đi chơi ăn cà phê nhá. Một tháng nữa mới xong, ok luôn. Lúc đấy thì thoải mái ở nhà. Tết rồi. Ở nhà nhậu mấy thôi, không cần phải đi làm nữa. Năm sau mới lại quay trở lại cái nương cà phê này thôi. Này, cầm xôi này. Rau này. Đấy, rồi thành rau. Đuôi bò. Chấm chéo. Thế thôi. Wow, út chặt nè. Chị ít lắm. Thì chơi hạt sạc gì vậy? Rồi, chiến đây. Buông. Chiến mạnh đấy, chiến mạnh đấy. Thôi, chiến đấu thôi. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Mình cũng phải làm một tí cái quả rau này. Thiếu à? Hán ạ. Rau má. Rau má ơi. Mùa này thì kiểu như nó xương nhiều ấy. Xương rơi nhiều chắc là sẽ... ngọt hơn. Này hay giảm nư. Thấy nương, thấy như mấy nhà bên kia cũng ăn cơm nương rồi. Chấm chéo ngon lắm. Ngon. Một lần tuần hoàn quá này để một lần người. Rau má chấm chấm chéo. Rau sống, rau luộc chấm chấm chéo. Bây cả nhà ăn rau cải mèo chấm chấm chéo nha. Đuôi bò cũng chấm chẩm chéo luôn. Đây. Đấy. Chín ạ. Đang ngon. Nấu dừa ngon. Tuyệt vời quá. Mời cả anh em nhá. Ăn cơm hay muộn. Cơm muộn nó mới ngon. Làm cái gì? Chẳng hề bữa này xin nhé chú bà. Quên mất. Mời mọi người nhá. Đuôi bò cũng như đó đấy. Ngon mà. Nào, má tên là mọc. Bò ăn được vườn được rồi à? Được đấy mà. Cái má tận hình mọc. Thẻ thơm ăn cho món tặng cho đường mình tận tí tận kia xuống dưới này. Nhà cũ ở dưới hùm nhá các bác nhá. Xe mỗi người một cái để chở cà phê về nhà. Đó. Nằm trước dưới rồi. Rau à, chấm. Trên này ăn cơm muộn này. Đời bò lên tấm nhớ tấm rồi. Hành rau rất là ngon. Ăn rau. Ăn khót đấy. Má ăn rất là ngon. Tuyệt vời. Ho cả mỏng mong pi thôi đấy. Cám thảo ho đấy. Mùa này ăn rau không đắng các bạn. Ăn quá là ngon. Chú lặng lắm tay nhớ rau. Xong hồ mới căng. Đây nhà chung này.
Thôi luôn má lùa. Cái này miếng to. Cái gì? Anh bưng lên đi. Ăn bướm em bướm trâu. Bướm trâu à? Bướm trâu ấy. Già nó thôi. To cũng ăn đi. Nó nhừ rồi mà. Nhừ rồi, ngon lắm. À. Trưởng miếng thịt ngon hóa ra riêng. Được. Ăn cái này đi. Chết á. Mai là mình sẽ mang vịt đến mổ đây. Có khi là mình sẽ mổ ở nhà cũng được. Mang nấu lên. Quay. Mỏ hơn nhiều màu rồi. Ngon quá các bạn. Riêng chất. Cái kèm. Đây, thấy ở trên kia cũng đang ăn cơm nương ở trên kia này. Cả nhà. Nhiều quá. Rồi, giờ mình sẽ tắt máy để vào ăn cơm cùng gia đình nhá. Cái chương trình video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô dì cho bác đã quan tâm theo dõi. Ấn vào đăng ký kênh mới giúp mình. Chào cả nhà nhá. Chào em nhá. Ok, quá là ngon.